Thưa quý vị và các bạn, tuần qua giá thịt lợn hơi liên tục leo thang, tăng đến 15.000 đồng 1 kg so với tháng trước và đã có địa phương là vượt mốc 100.000 đồng 1 kg, cao nhất từ trước cho tới nay. Đáng nói là sau gần 2 tháng cam kết giảm giá lợn hơi xuống 70.000 đồng 1 kg với chính phủ, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn cũng đã tăng giá lợn hơi hay chuyển sang bán thịt lợn mảnh trực tiếp. Vâng, và chẳng hạn như là công ty chăn nuôi lợn lớn nhất cả nước đó là CP. Ngày hôm qua, ngày 23 tháng 5 đã điều chỉnh tăng giá lợn hơi thêm 5.000 đồng 1 kg. Và sang đến ngày hôm nay lại tăng thêm 3.000 đồng 1 kg lợn hơi. Động thái này của CP rất có thể sẽ đẩy giá thịt lợn tăng sốc trong những ngày tiếp theo. Để bù đắp cho nguồn cung thịt lợn thiếu hụt trong thời gian vừa qua, chính phủ đã nhiều lần yêu cầu các bộ ngành phải tập trung thúc đẩy tái đàn và tăng lượng thịt nhập khẩu. Tuy nhiên thì việc tái đàn vẫn chỉ diễn ra chủ yếu ở các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, còn khu vực chăn nuôi nông hộ lại cực kỳ khó khăn do không còn vốn đầu tư và con giống rất đắt đỏ. Và bên cạnh đó thì cũng có những ý kiến đặt ra liệu rằng bên cạnh nguyên nhân khách quan là dịch tả lợn châu Phi khiến nguồn cung giảm, đẩy giá lợn tăng cao thì liệu có còn do yếu tố chủ quan đến từ sự đánh giá sai thị trường của các cơ quan quản lý điều hành hay không? Trong tiểu mục Theo dòng thời sự ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng phân tích về vấn đề này. Trước tiên thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng cập nhật giá lợn hơi và lợn thịt cao kỷ lục như thế nào trong ngày hôm nay. Lợn hơi nóng nhất cả nước khi có tới gần 10 địa phương ghi nhận mức giá cao nhất 100.000 đồng 1 kg, giá thấp nhất cũng ở ngưỡng 95.000 đồng 1 kg. Mức giá 100.000 đồng 1 kg chủ yếu ghi nhận được ở các địa phương miền Tây. Tại miền Bắc trong tuần qua cũng ghi nhận 6 địa phương có giá lợn chạm mốc 100.000 đồng 1 kg. Số ít các địa phương còn lại, giá lợn hơi được giao dịch từ 96.000 đến 97.000 đồng 1 kg. Và cũng như hai miền Nam Bắc, giá lợn hơi tại miền Trung cũng đang được giao dịch ở mức rất cao, trong khoảng từ 93.000 đến 97.000 đồng 1 kg. Mức giá thịt lợn hơi tăng cao kỷ lục đã khiến giá thịt lợn tại các chợ cũng tăng chóng mặt. Tại các siêu thị, giá thịt lợn Mart Meat Deli hôm nay giao động trong khoảng 119.000 cho đến 417.000 đồng 1 kg. Thịt ba dọi là hơn 286.000 đồng 1 kg. Mức giá cao nhất tới 417.000 đồng 1 kg là dành cho thịt nạc nọng, một mức giá cao chưa từng có. Vâng, sau một tuần tăng chóng mặt giá lợn hơi, giá lợn thịt ngoài chợ hay là siêu thị thì cũng tăng phi mã. Thậm chí có loại thịt còn có giá tới 417.000 đồng 1 kg, cao nhất từ trước cho tới nay. Vì sao giá thịt lợn lại tăng cao đến như vậy và không thể kiểm soát trong thời gian dài vừa qua, thay vì là có xu hướng giảm giá theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn? Ngay bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chúng ta phải khẳng định là cái điều thứ nhất là cơ sở là dịch bệnh đã qua. Cái thứ hai nữa là chúng ta hiện nay đàn giống cụ kỵ ông bà lợn ấy, thì có 110.000 con. Chúng ta có 2,7 triệu lợn nái. Chúng ta có 24 triệu lợn thịt. Với một cái tốc độ tái đàn hiện nay rất nhiều địa phương đang tích cực và có hiệu quả. Không lý gì thiếu thịt lợn tới đây. Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vào tháng 3 vừa qua. Đây cũng là thời điểm Bộ kêu gọi 17 doanh nghiệp chăn nuôi lợn giảm giá lợn hơi về mức 70.000 đồng 1 kg. Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trên cơ sở dịch tả lợn châu Phi đã qua, các cơ sở tạo giống và điều kiện chăn nuôi ổn định, đến quý 3, đầu quý 4 năm nay, chúng ta sẽ đạt số lượng đầu lợn bằng thời kỳ cao nhất cuối năm 2018 và đủ khối lượng thịt khoảng 1 triệu tấn cung cấp cho thị trường. Trước mắt sẽ cố gắng đưa thịt lợn hơi về mức 60 đến 70.000 đồng 1 kg ngay trong tháng 6 tới. Trên cái cơ sở tái đàn của các địa phương và đặc biệt là các doanh nghiệp lớn thì chúng tôi có cái dự báo là bắt đầu cái nguồn cung tăng lên từ tháng 6 trở đi, tức là bắt đầu từ quý 3. Yeah. Còn thì trước quý 3 thì cũng rất khó khăn về mặt nguồn cung là vì nói thôi là ảnh hưởng của cái Tết Nguyên đán. Và đồng thời cái khả năng tái đàn của cái thời đoạn vừa rồi, vì ở trong thời đoạn dịp Tết ấy, trước Tết cũng có một số cục bộ, một số tỉnh nó vẫn còn có cái dịch. Thế cho nên là chính vì vậy thì chúng tôi cũng dự kiến là bắt đầu có giảm giá ở mức độ xuống cho đến gọi là giá mong đợi thì cũng phải ngoài tháng 6. Tuy nhiên thực tế thì lại đang khác xa. Sau gần 2 tháng ổn định thì từ đầu tháng 5 đến nay giá lợn hơi liên tục tăng phi mã, lập đỉnh mới khi lên đến 98 đến 103.000 đồng 1 kg. Đây là mức giá cao kỷ lục trong 20 năm qua. Dự báo về giá lợn hơi sẽ giảm
sau tháng 6 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rất khó khả thi. Nguyên nhân khiến giá thịt lợn tăng mạnh là do nguồn cung tại các địa phương thiếu hụt nghiêm trọng. Bởi để tái đàn lợn thì cần phải có con giống. Khi con giống khan hiếm và đắt đỏ, các nông hộ buộc phải tái đàn lợn nái. Mà muốn tái đàn lợn nái thì cần phải có thời gian hàng năm trời. Để lợn nái nó sinh sản ra thì ít nhất cũng phải 3 tháng, 3 tuần, 3 ngày thì mới đẻ ra lợn con được. Thứ hai là cái thiệt hại vừa rồi thì không phải chỉ thiệt hại về lợn thịt, mà tôi cho rằng quan trọng nhất là cái thiệt hại về lợn nái sinh sản. Và từ đó dẫn đến mà để có một con lợn nái sinh sản để phối giống được ít nhất cũng phải 12 tháng. Với gần 4 tháng chưa đẻ đi, tức là 16 tháng rồi, cộng với 4 tháng nuôi nữa, nó cứ 28 có sản phẩm. Bên cạnh nguồn cung thiếu hụt khi tổng đàn lợn vẫn giảm tới 20% so với đầu năm 2019, sau khi dịch COVID-19 tạm thời lắng xuống, nhu cầu của người tiêu dùng trong nước tăng cao khi các hoạt động kinh doanh được trở lại bình thường. Đây cũng là lý do khiến cho giá thịt lợn liên tục lập đỉnh mới như trong tuần qua. Để bù đắp lượng thịt lợn thiếu hụt từ đầu năm cho tới nay, hai phương án quan trọng nhất được đưa ra là tăng cường tái đàn và nhập khẩu thịt lợn. Tuy nhiên thì nguồn nhập khẩu thịt lợn vẫn chưa đạt được như mong đợi. Nếu như kế hoạch đặt ra cho quý 1 của năm 2020 là nhập 100.000 tấn, thì con số nhập thực tế là chỉ hơn 39.000 tấn và đến hết tháng 4 thì cả nước mới chỉ nhập gần 55.000 tấn. Vâng, rõ ràng với một số lượng thịt nhập khẩu hạn chế như vậy thì việc trông chờ giá thịt lợn trong nước sẽ hạ là một điều không tưởng. Nhất là khi chăn nuôi nông hộ đã hoàn toàn bị thất thế, không được ưu tiên phát triển so với chăn nuôi doanh nghiệp như thời gian qua. Dù vẫn được cho là chiếm tới 65% thị phần thịt lợn cả nước, song việc tái đàn của các nông hộ lại đang vô cùng khó khăn khi vừa bị kiệt quệ, vừa khó tiếp cận nguồn giống đang vô cùng khan hiếm và đắt đỏ. Xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Nơi đây từng được ví là thủ phủ chăn nuôi lợn theo mô hình nông hộ ở miền Bắc. Thay vì có tới 1.600 hộ chăn nuôi lợn như trước đây, thì nay chỉ có hơn 100 hộ nuôi. Phá sản, kiệt quệ vì bão giá lợn và dịch tả lợn châu Phi. Cực chẳng đã, nhiều hộ phải nuôi lợn thuê để trả nợ cho các đại lý cám. Không còn gì để mà nuôi nữa, một là hơi cùng sức cạn, hai nữa là kinh tế thì cạn kiệt quá rồi, không còn có cái khả năng gì để mà chăn nuôi nữa. Dịch tả lợn châu Phi đã khiến tỉnh Hà Nam phải tiêu hủy 26% đàn lợn nái. Sau đó, lo ngại dịch bệnh tiếp tục xảy ra, các nông hộ cũng ồ ạt bán luôn đàn nái và đàn giống còn lại để cứu vốn. Từ đó, đã có tới 60% tổng đàn nái bị xóa sổ. Không thể tiếp cận nguồn con giống khan hiếm và đắt đỏ từ các doanh nghiệp, một số hộ dân chỉ còn cách gây nái từ lợn thịt. Nhưng để có con giống từ cách làm này thì không thể thực hiện trong một sớm một chiều. Thì cái lượng nái hậu bị của các công ty bán ra cũng rất hạn chế, cho nên người dân trực tiếp đã phải để chọn lựa từ những con lợn thịt mà có dáng vóc, có tiêu chuẩn gần với nái để người ta giữ lại để làm nái. Thì đến nay từ 26.000 thì đến giờ phút này thống kê lại ngày 30 tháng 4 chúng tôi vừa thống kê thì là đã trên 30.000 nái. Còn tại huyện Thống Nhất, thủ phủ chăn nuôi lợn tỉnh Đồng Nai, nơi thường xuyên có 450.000 con lợn, trong đó có khoảng 50.000 con nái hậu bị. Dịch tả lợn châu Phi đã làm thiệt hại hơn 70% tổng đàn. Đến nay chỉ mới phục hồi được khoảng 156.000 con. Mặc dù ưu tiên trước nhất cho tái đàn nái, nhưng huyện này cũng chỉ có trên 7.000 con nái, bằng 14% so với trước đây. Và giá lợn giống đã tăng gấp 3 lần so với trước. Muốn mua cũng không phải dễ dàng. Đến bây giờ người dân đi mua giống là cỡ khoảng 500 đến 550 ngàn trong ký heo giống. Như vậy một con heo mà giống mà khoảng 7 ký người ta mua hết khoảng 3 triệu 7 rồi. Đó là cái giá. Thứ hai là nguồn cung giống là rất ít. Giá cao đến khó tin, song có tiền, nông hộ cũng khó mua được con giống để tái đàn. Bởi đa phần con giống hiện nay là do các doanh nghiệp chăn nuôi nắm giữ. Các doanh nghiệp này lại đang chủ yếu cung cấp trong nội bộ chuỗi chăn nuôi và gia công của mình. Công ty là từ xưa đã không có chủ trương, bởi vì khi mà công ty làm là đã theo những cái ký kết với người nông dân, là từ những cái người nuôi heo nái đến người nuôi thịt. Bởi vì là khi mà cái nguồn cung cho trong nuôi nội bộ thì công ty cũng bắt buộc phải đảm bảo, bởi vì công ty đã có hợp đồng với những người nông dân này. Nếu mà không thả đúng kỳ hạn là cũng bị sai hợp đồng.
mà cũng ảnh hưởng đến thu nhập người nông dân. Nhờ cái heo con là từ xưa nay công ty chưa bán. Phần vì cạn vốn sau dịch tả lợn châu Phi, phần vì khó tiếp cận nguồn con giống từ các doanh nghiệp. Đó là lý do vì sao suốt thời gian qua, giá thịt lợn luôn ở mức trên trời mà nông dân vẫn không dám nuôi. Để bình ổn giá thịt lợn thì bắt buộc phải có đủ nguồn cung. Nhưng hiện tại thì nguồn lợn giống vừa đắt đỏ vừa vô cùng khan hiếm đã khiến cho mục tiêu tăng đàn lợn tương đương đầu năm 2019 khi mà dịch tả lợn châu Phi chưa diễn ra là vô cùng khó khăn. Ước tính cả nước đang thiếu tới 1 triệu lợn nái để phục vụ cho đủ nhu cầu tái đàn. Và cực chẳng đã thì giải pháp nhập khẩu lợn nái từ nước ngoài về đã được ngành nông nghiệp khuyến khích triển khai. Dẫu vậy thì giải pháp này cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể phát huy tác dụng. 250 con lợn bố mẹ đã được công ty trách nhiệm hữu hạn dinh dưỡng quốc tế Việt Nam nhập khẩu từ Thái Lan về. Đây là lô lợn đầu tiên trong tổng số 20.000 con lợn nái và 200 con lợn đực giống được nhập khẩu để nhân giống phục vụ tăng đàn, tái đàn. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các doanh nghiệp đã đăng ký nhập khẩu trên 110.000 con lợn nái. Riêng đàn giống thế hệ ông bà, cụ kỵ đã nhập khẩu về nước là 5.016 con, dự kiến nhập thêm 10.000 con nữa. Riêng dịch tả lợn châu Phi ta mất đi 11.000 con. Thế mà năm nay trong cái kế hoạch là mỗi tháng tăng 0,5%, thì 12 tháng là tăng 6%. Cái 6% này tương ứng với 6.000 con. Là tổng năm nay chúng ta phải bố trí vào đây cả về thiếu hụt cho dịch tả lợn châu Phi và tăng đàn là 17.000 con. Thế tăng cái tỷ lệ chọn giống lên 18.000 con thì chúng ta hoàn toàn chủ động giống trong năm 2020. Mặt khác, cho nhập tiếp phụ kiện, cho nhập đàn bố mẹ từ các nước vào. Thế mà chúng ta năm nay là có kế hoạch nhập, đã và đang nhập là 20.000 con hết tháng 8 và hết năm là 103.000 con. Tính đến hết tháng 4 năm 2020, tổng đàn nái của cả nước là gần 2,86 triệu con, tăng 5% so với cuối năm 2019, song vẫn thiếu tới gần 1 triệu con so với yêu cầu. Nhiều địa phương đang hỗ trợ chăn nuôi lợn nái, tuy nhiên phải có quy mô hơn 50 con trở lên mới được hỗ trợ từ 3 đến 5 triệu đồng một con. Nông hộ chăn nuôi quy mô nhỏ, thay vì được hỗ trợ phát triển thì sẽ bị siết chặt quản lý. Định hướng tới của ngành nông nghiệp thì phải siết chặt các cái khu vực chăn nuôi nông hộ. Những cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ mà không đảm bảo cái điều kiện an toàn sinh học thì dứt khoát là sẽ không chấp nhận cho cái quá trình chăn nuôi. Rồi là những cái khu vực như là thành phố, thị xã thì cũng hạn chế tối đa cái việc chăn nuôi trong cái khu vực dân cư. Theo các chuyên gia nông nghiệp, để thị trường chăn nuôi phát triển lành mạnh, tránh độc quyền thì cần phải duy trì chăn nuôi nông hộ song song với chăn nuôi doanh nghiệp. Việc quá ưu tiên chăn nuôi doanh nghiệp sẽ khiến thị trường thịt lợn không thể kiểm soát. Thế thì việc quy hoạch lên các cái vùng thích hợp không có nghĩa là ở đấy chỉ có các ông lớn đến tham gia được. Tôi nghĩ là chúng ta thành lập các vùng chăn nuôi chuyên trách, nhưng trong đó chia ra các cái ô để mà cho các doanh nghiệp và các tác xã nhỏ, các trang trại đến đầu tư tham gia, giống như là các cái khu công nghiệp chúng ta vẫn đang làm thì là việc nên làm. Chăn nuôi nước ta này, bây giờ trên 50% là nhỏ lẻ, hơn 2 triệu hộ. Thế nếu như không có những cái mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ, ví dụ như Quế Lâm hôm qua, thì chúng ta khó phát triển ở khu vực này. Cho nên là phải có những cái mô hình trang trại doanh nghiệp quy mô lớn, nhưng cũng phải có những cái mô hình truyền tải ra giải quyết được chăn nuôi nhỏ lẻ. Và việc nữa là nghiên cứu các cái biện pháp để khắc phục tình trạng, ví dụ vaccine.